Hôm nay đó tôi không biết là chúng ta nên bắt đầu video bằng hello hello hay là chúng ta bắt đầu bằng man oh man về mặt giá cả đó thì các bạn thấy được là giá của bitcoin ngày hôm nay ở mức là 68.000 đô thì về mặt giá cả nó đã tốt hơn ngày hôm qua rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là giá của bitcoin so với ngày hôm qua thì tăng khoảng chừng là một phần trăm và chúng ta cũng thấy là có nhiều altcoin cũng đã hồi phục lại ngày hôm nay là một ngày mà tốt cho thị trường nói chung các bạn so với ngày hôm qua nhưng mà về cái việc dao động giá cả đó thì nó rất là dao động hôm nay các bạn cũng như là chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua hôm nay chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới lãi suất của Fed cộng với lại chỉ số CPI chúng ta đều biết là sẽ có một ngày mà rất dao động nhưng mà có thể nói là thị trường luôn cho chúng ta nhiều sự bất ngờ tại vì nó không có dao động một cách đơn giản mà chúng ta nhìn thấy được trên màn hình nên chúng ta đã có cái thời điểm mà giá đột ngột tăng cao lên các bạn từ cái mức là chúng ta thấy chỉ có khoảng chừng là 67.000 đô tăng thẳng tới cái mức là khoảng gần 70.000 đô rồi sau đó đó trong vòng chỉ có 4 tiếng đồng hồ đã giảm ngược trở xuống cái mức chỉ còn có 67.000 đô mình thôi các bạn. Rồi lại tăng ngược trở lên tới mức 68.000 đô hiện tại. Một ngày mà cực kỳ dao động luôn. Và đương nhiên hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ các bạn Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối tại Cali Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và trong video này đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem coi là hôm nay chuyện gì đã xảy ra các bạn Chúng ta cũng đã biết là sẽ có thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát thì nó có tốt hay là không Và Fed đã nói gì Và Thuận sẽ cố gắng chia sẻ trước hết là tổng quát các bạn rồi sẽ chia sẻ một số những cái phần mà Thùng cảm thấy đặc biệt trong cái cuộc họp báo tại vì cuộc họp báo rất là dài và không phải câu hỏi nào nó cũng đáng để chúng ta quan tâm được các bạn nhưng mà có một số câu hỏi đó thường cảm thấy nó cũng rất thú vị và thường muốn chia sẻ chi tiết hơn với các bạn và khi mà thường chia sẻ cái phần liên quan đến fed các bạn sẽ cảm thấy như là thường cứ lập đi lập lui những cái thông tin nhưng mà sự thật đó, lý do tại sao là tại vì có rất nhiều câu hỏi nó chung khớp với nhau và câu trả lời của fed cũng như vậy nhưng mà nó lại là một yếu tố cho chúng ta có một cách nhìn ít ra nho nhỏ về những gì mà chủ tịch John Powell đang suy nghĩ các bạn tại vì ông rất là kín đáo và ông rất là cẩn thận với từng lời nói với các bạn cho nên chúng ta rất là khó biết được là ông đang nghĩ như thế nào nhưng mà vì những câu hỏi nó cứ chung khớp với nhau lập đi lập lui một số câu hỏi thì ông trả lời một số cách nó cũng tương tự như nhau nhưng mà chúng ta cũng thấy được là thông qua những câu trả lời đó chúng ta cũng có thể ghép lại để có thể có được một cái cánh cửa nho nhỏ vào trong đầu óc của chủ tịch John Powell hiện bây giờ ta sẽ cố gắng chia sẻ những cái thông tin đó Cũng như là còn nhiều thông tin thú vị khác các bạn Hôm nay đây chúng ta lại thấy dòng tiền của Bitcoin Spot ETF lại tiếp tục là dòng tiền dương Dương như thế nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Cộng với lại đây chúng ta có cái thông tin liên quan đến pháp lý ở Hoa Kỳ Nhất là liên quan đến quốc hội, liên quan tới Trump, liên quan đến tổng thống Biden Về crypto các bạn, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì các bạn có thể nhìn thấy được ở trên màn hình chúng ta đã có chỉ số phần trăm lạm phát cpi sáng sớm ngày hôm nay như là tối ngày hôm qua ở việt nam thì cái chỉ số phần trăm lạm phát còn tốt hơn là ước tính rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số CPI tính chung đó là 3.3% trong khi ước tính là 3.4% còn core CPI đã không tính năng lượng và thực phẩm đó thì à, mức là 3.4% trong khi ước tính là các bạn nhìn thấy là tới 3.5 thì coi như ta đã có một chỉ số CPI rất là tốt và cũng vì lý do đó chúng ta nhìn thấy được là ngay sau khi mà có chỉ số CPI đã trong vòng chỉ có một phút thôi giá Bitcoin đã tăng rất là nhanh các bạn tăng từ 67.000 đô lên thẳng tới 69.000 đô luôn cực kỳ lẹ luôn và tại vì rất nhiều người lạc quan khi mà nhìn thấy thông tin liên quan đến chỉ số CPI tốt như vậy nhất là trong cái ngày mà chúng ta có cuộc họp của Fed nhưng mà sau đó đó thì giá lại điều chỉnh ngược cho xuống tại vì sao thì chia sẻ chi tiết với bạn một lát nữa nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào chỉ số CPI chi tiết hơn đi thì các bạn nhìn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào chi tiết những cái mặt hàng sản phẩm khác nhau đó thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó, cái mà các bạn quan tâm đó chính là hai cột các bạn thứ nhất là cái cột mà chúng ta so sánh giữa tháng 4 và tháng 5 và cột này đó là so sánh giữa tháng 4, tháng 5 xem coi là những mặt hàng, những dịch vụ nó có tăng giá nhiều hay là không. Và các bạn dễ dàng nhận ra được đó, chúng ta không cần phải quan tâm nhiều đến mặt hàng dịch vụ nào. Tại vì nhìn chung chúng ta nhìn thấy là phần lớn đó chúng ta thấy là giảm xuống chứ không phải là tăng lên. Ví dụ như chúng ta lấy năng lượng này các bạn, thì energy, thì các bạn nhìn thấy năng lượng đó, thì nó có nhiều mặt hàng sản phẩm trong đó. Chúng ta có điện, chúng ta có gas, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nhìn chung đó thì năng lượng nó đã giảm so với tháng trước đó. Chúng ta nhìn thấy được tháng trước đó đã tăng 1 .1 tháng này đã, đã giảm 2% so với tháng trước đó các bạn còn mà chúng ta nhìn thấy bên trên này đó là thức ăn đi Thì thực phẩm đó chúng ta thấy cũng đã tăng trở lại một chút nhưng mà không đáng kể Tháng vừa rồi đó là không tăng so với tháng trước đó nhưng mà tháng này chỉ tăng trở lại có 0.1 mà thôi Cũng không bây giờ là đáng kể hết các bạn Chúng ta nhìn thấy được những mặt hàng khác thì sao Tính chung đó thì các bạn nhìn thấy trên màn hình những mặt hàng khác đó thì nó đã tăng 0.2% so với lại tháng trước đó là tới 0.3 có nghĩa là những mà hàng khác mà không có tính năng lượng và thực phẩm đó thì tăng nhưng mà tăng ít hơn tháng trước đó và những tháng trước đó các bạn những tháng trước đó nó đã tăng lên tới là 0.4, tháng trước rồi tăng 0.3, tháng này chỉ có 0.2 mà thôi. Và các bạn có thể dễ dàng nhìn ra được là rất nhiều mặt hàng đã giảm so với tháng trước đó. Và chúng ta nhìn thấy đương nhiên cũng như mặt hàng mà tăng ngược trở lại nhưng mà thứ nhất đó, phần trăm tăng trưởng không đáng kể và thứ nhì đó chỉ là những cái ngoại lệ mà thôi các bạn. Và chúng ta nhìn thấy cái cột tuốt ở bên tay phải đó chúng ta thấy được là on just the 12 months À, thì đây là cái cột mà chúng ta so sánh phần trăm lạm phát bây giờ so với cách đây 12 tháng, cách đây một năm nữa các bạn thì chúng ta đã biết là phần trăm lạm phát đâu đó là khoảng chừng là 3.4% cho core CPI và chúng ta nói tới CPI đó là 3.3 thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra là chúng ta có những cái dịch vụ mặt hàng nào mà bây giờ vẫn còn gọi là cao các bạn. Chúng ta có thể thấy được là trên 5 chấm đó, thì chúng ta có những mặt hàng như sau. Thứ nhất là chúng ta có cái mặt hàng liên quan đến điện các bạn điện thì vẫn còn cao nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được lý do tại sao tại vì chúng ta so sánh với lại cái tên nhiều tháng đó thì những tháng đó điện nó tăng tới lại một phần trăm hay là một 2 hai phần trăm nhưng mà những tháng gần đây chúng ta nhìn thấy được là chúng ta đã thấy cái đợt giảm xuống không tiếp tục tăng nữa giống như chúng ta thấy tháng ba tháng 4, tháng năm thì cái xu hướng đó giá điện vẫn đang trên con đường tăng trưởng chậm lại chứ không có phải là tăng nhanh hơn cho nên cái phần trăm này từ từ nó sẽ được điều chỉnh và giảm xuống các bạn khi mà chúng ta có thêm nhiều dữ liệu tốt trong tương lai cũng không bao giờ là đáng lo lắng chúng ta nhìn thấy là bên dưới này chúng ta cũng có một cái mặt hàng mà nó rất là tăng cao luôn đó chính là cái dịch vụ di chuyển các bạn và chúng ta nhìn thấy được bây giờ đó là tới 10.5% nhưng mà trên căn bản chúng ta nhìn thấy những tháng trước đó đó thì mỗi tháng nó đều tăng là 1% 1.4% 1.5% nhưng mà hai tháng gần đây đó nó đã tăng chậm hơn các bạn tháng vừa rồi đó tăng 0.9% và cái chỉ số ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là không tăng mà còn giảm so với tháng trước đó là có nghĩa là chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều về những cái dịch vụ này đâu các bạn nó cũng sẽ giảm khi mà chúng ta tiếp tục có những cái con số mới hơn miễn là nó tiếp tục như vậy nhưng mà có một cái mặt hàng một cái dịch vụ mà chúng ta nhìn thấy nó tiếp tục ở cái mức cao và không có dấu hiệu thay đổi đó chính là dịch vụ gì các bạn đó chính là nhà ở shelter thì các bạn nhìn thấy được là cái mức độ mà tăng trưởng nó nó cũng như như vậy các bạn không giống như những cái mặt hàng kia về nhà ở đó chúng ta nhìn thấy được là tăng trung bình là 0.4 rồi 0.6 rồi 0.4 rồi 0.4 và ngày hôm nay cũng như vậy các bạn 0.4 nó cứ điều đặn như vậy và so với một năm trước đó, đó đã tăng 5.4% rồi thì cái này đó là cái ước tính mướn nhà là bao nhiêu tại vì đây là một cái chi tiêu rất lớn của người dân Hoa Kỳ các bạn khi các bạn hỏi bất cứ một ai chi tiêu hàng tháng đó là chi tiêu nào là lớn nhất thì phần lớn sẽ nói là chi tiêu nhà ở các bạn chi tiêu mướn nhà là lớn nhất vì lý do đó đó không những là cái phần trăm này nó không có cái dấu hiệu suy giảm mà nó còn có trọng lượng rất cao ở trong chỉ số phần trăm lạm phát chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này được các bạn tại vì đây là một trong những cái mấu chốt mà tôi nghĩ chủ tịch John Powell đang chờ đợi chứ còn phần lớn này như mặt hàng thì các bạn thấy là có một vài ngoại lệ chứ còn phần lớn thì đều cùng nhau giảm xuống theo thời gian các bạn mà chúng ta đang nói giảm ở đây là giảm tốc độ tăng trưởng lạm phát chứ không phải là giảm phát chúng ta nhìn thấy được là giá bây giờ so với lại một năm hai năm trước đây thì nó đã, đã cao hơn rất nhiều rồi cho những cái dịch vụ và sản phẩm này nhưng mà cái chúng ta muốn thấy đó là tiếp tục con đường những năm tới đây đó, chúng ta muốn thấy là hàng tháng nó tăng thấp hơn và từ từ trở lại cái mốc tăng trưởng là 2% một năm như là Fed mong muốn. Đó là cái tổng quát liên quan đến tình hình của CPI các bạn rất là tốt. Thì cũng dễ hiểu tại sao mà chúng ta thấy giá Bitcoin tăng ngay sau đó chúng ta cũng thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đó cũng đã tốt hơn. Và ngày hôm nay đó kết thúc chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà có cuộc họp của Fed đó, thì chúng ta thấy chỉ số Nasdaq vẫn tiếp tục tăng các bạn tăng 1.53% và chỉ số S&P 500 ngày hôm nay kết thúc đó là tăng 0.85% và đã kết thúc hơn 5.400 điểm các bạn Kết thúc ngày hôm nay mức là 5.421 điểm Đó là cái định mới của chỉ số S&P 500 Tại vì thị trường chứng khoán xem những gì xảy ra ngày hôm nay rất là tốt Mặc dù là chúng ta sẽ nói về cái cuộc họp của Fed như thế nào Thì nó cũng không phải tốt, không phải xấu các bạn Nhưng mà nhìn chung vẫn là dấu hiệu tốt cho thị trường Và chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones thì kết thúc không có thay đổi ngày hôm nay Pre market thì bây giờ đây chúng ta cũng thấy là Dow Futures uh, tiếp tục giảm chút xíu các bạn 0.7% trong khi mà chỉ số S&P Futures uh, thì tăng 0.18 và Nasdaq Futures tiếp tục tăng 0.61%. Còn về uh, hợp đồng của dầu ngày hôm nay ra sao các bạn thì cũng không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua là 78 đô 19 cent cho một thùng dầu. Còn về vàng thì sao các bạn? Vàng hôm nay đã giảm khoảng chừng là 1%. Chúng ta ở mức là 2331 đô cho một ounce vàng các bạn. Chúng ta đang hướng về cái phía là 2.300 đô cho một ounce vàng thì nói chung hôm nay cũng không có đầu ngày tốt liên quan tới bạn không tệ các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy vàng cũng đã giảm một phần trăm ngày hôm nay về bitcoin đó thì như thường chia sẻ đầu video giá bây giờ thì vẫn tốt hơn so với ngày hôm qua nhưng mà nó đã không phải ở cái mức tăng trưởng nhanh ở mức là gần 70.000 đô như là hồi sáng này khi mà có cpi các bạn sau khi mà fed công bố lãi suất thì nó lại giảm ngược cho xuống và chúng ta sẽ xem coi là fed có nói gì khiến cho thị trường giảm hay là không thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là không các bạn tại vì chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ ra chúng ta nói riêng về chỉ số S&P 500 thì vẫn kết thúc ngày hôm nay ở cái đỉnh mới à, và chúng ta nhìn thấy là cái hiệu ứng của Fed và CPI hôm nay nói chung đối với thị trường chứng khoán là tốt đối với crypto đó không phải là không tốt các bạn cho nên nhìn thấy được vốn hóa hôm nay đó thì vẫn tăng gần 2% chúng ta đã trở lại cái mức là hơn 2,6 nghìn tỷ và phân lớn thị trường hôm nay là một màu xanh như các bạn nhìn thấy thì đương nhiên hiệu ứng không phải là xấu nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là rất rõ ràng là có một lực bán nào đó chúng ta đã nói tới rất nhiều trong thời gian gần đây mỗi lần mà chúng ta thấy giá Bitcoin lên tới cái mức là 69 70 ngàn đô thì nhanh chóng có một lực đẩy ngược trở xuống hôm nay cũng không ngoại lệ các bạn chúng ta nhìn thấy được là cách đây vài ngày Ngày thứ hai đó thì chúng ta cũng đã thấy là khi mà giá Bitcoin lên tới 70.000 đô thì bị đẩy ngược cho xuống tới cái mức thấp là 66.000 đô ngày hôm qua. Hôm nay một lần nữa giá Bitcoin muốn trở lên 70.000 đô thì một lần nữa đã bị đẩy ngược cho xuống tới cái mức chỉ còn có 67.000 đô mà thôi các bạn trước khi họ phục lại cái mức là 68.000 đô hiện bây giờ. Thì đương nhiên chúng ta không biết được ai bán các bạn có rất là nhiều giả thuyết hiện bây giờ nhưng mà một điều rất rõ ràng là có một lực bán nào đó Thuần biết là trong thời điểm này nó cũng khiến cho nhiều bạn khó chịu Tại vì mỗi lần chúng ta có cái sự đột phá giá cả tăng lên nhanh Muốn đột phá 70.000 đô thì lại bị đẩy ngược cho xuống Và nó đã xuất hiện rất nhiều lần rồi các bạn Có thể nói là trong thời gian hơn cơ tháng qua đã rất nhiều lần như vậy Nhưng mà nghĩ ngược lại đó, Thuần thích nghĩ một cách tích cực hơn Thì các bạn thấy được là mỗi lần mà giá bị đẩy cho xuống Thì giá lại muốn tiếp tục thử lại cái mức 70.000 đô Chứ không phải là tiếp tục giảm nữa Các bạn nhìn thấy là chúng ta không phải trong một cái thời điểm mà lower low nghĩa là mỗi lần mà chúng ta thấy giá tăng lên thì lại đẩy ngược cho xuống nó sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn nữa chúng ta thấy khi mà zoom ra rất rõ ràng là chúng ta vẫn tiếp tục đi hàng ngang tích lũy ở cái vùng hiện tại như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà về chi tiết thì sao các bạn thì trước hết ấy, chúng ta cũng thấy là Fed đã giữ nguyên lãi suất cái này cũng không gì là quá bất ngờ đâu nhưng mà quan trọng là họ sẽ có chiến lược và ý định như thế nào trong những thời gian tới đây khi nào mới giảm lãi suất thì họ cho biết là có một đợt giảm lãi suất đó là ước tính của họ nhưng mà chỉ có một đợt mình thôi các bạn và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây là cái chỉ số ước tính được chia sẻ từ Fed và các bạn có thể nhìn thấy bên dưới này là Fed fund rate thì họ ước tính là tới năm 2024 này cuối năm thì chúng ta thấy lãi suất của Fed sẽ đâu đó giảm về là 5.1%. Các bạn nên biết là lãi suất Fed bây giờ là từ 5.25 tới 5.5 thì có nghĩa là chúng ta đang có một cái ước tính là sẽ có một đợt giảm lãi suất các bạn năm 2025 đó thì lãi suất của Fed sẽ giảm về 4.1 mà năm 2026 lãi suất của Fed sẽ giảm về 3.1 có nghĩa là năm 2025 đó ước tính sẽ có 4 đợt giảm lãi suất mỗi đợt là 0.25% năm 2026 cũng tương tự đó là cái ước tính hiện bây giờ và về dài hạn đó, thì các bạn nhìn thấy được là Fed nghĩ lãi suất của họ đâu đó là ở cái mức là 2.8% thì cái mức này đó cao hơn cái mức mà họ đã đưa ra vào tháng 3 là 2.6 cũng không gì đáng kể các bạn và cái này là ước ước tính rất là dài hạn, các bạn ước tính sau năm 2026, các bạn đã thấy được ước tính thay đổi liên tục, từng tháng chứ đừng nói tới là chúng ta tính năm như thế này. Cho nên chúng ta cũng thấy như con số này đó, nó giống như là một cái la bàn hơn là một cái GPS, không giống như là một cái định vị toàn cầu các bạn nó không phải là một cái bản đồ chỉ đường chi tiết các bạn đi thẳng vào trái vào phải mà nó giống như là một cái la bàn cho các bạn biết là cái xu hướng như thế nào mà thôi thì cái xu hướng là sẽ giảm trong những năm tới đây và các bạn nhìn thấy được là chúng ta thấy cái biểu đồ dot plot của Fed đã chỉ là một lộ trình cắt giảm tích cực hơn vào năm 2025. Như Thương vừa dư chia sẻ sẽ có ước tính bây giờ đã 4 lần cắt giảm lãi suất tổng cộng là một phần trăm trong năm sau trước đây ước tính chỉ có ba lần mà thôi các bạn và các chúng ta nói tới đó chính là cái biểu đồ dot plot như thế này tại vì các bạn nhìn thấy được là đây là một cái biểu đồ mà những cái quan chức của fed tới những người bỏ phiếu thì họ cùng nhau đưa ra cái ước tính của họ trong những năm tới đây như thế nào các bạn cuối năm nay, cuối năm 2025, 26 ra sao và dài hạn như thế nào và họ sẽ lấy những cái dấu chấm này những dấu chấm này là đại diện cho cái phần trăm ước tính lãi suất thì họ sẽ trung bình để xem coi là cái mức là bao nhiêu các bạn và khi mà họ trung bình những dấu chấm này đây chính là con số chúng ta vừa nói đến mới đây con số mà 5.1, 4.1, trước khi mà Fed tổ chức cuộc họp báo thì sẽ có một cái văn bản tóm tắt cuộc họp như thế nào thì đưa thường chia sẻ cái phần đó trước rồi chúng ta sẽ nói tới là cái cuộc họp của Fed ra sao thì văn bản tóm tắt cuộc họp cho thấy là có một chút lạc quan là lạm phát vẫn đang trên đà quay lại mục tiêu 2% của Fed cho phép nới lỏng chính sách vào cuối năm nay tốt hơn so với ngôn ngữ trước đó. Trước đó đó thì họ nói là sự thiếu tiến triển thêm về lạm phát. Thì các bạn nhìn thấy được là ngôn ngữ của Fed cũng đã thay đổi một chút. À, một phần tại vì chúng ta đã có hai tháng liên tục chỉ số CPI đã tốt trở lại. Và tóm tắt tình hình thì dựa theo văn bản tóm tắt cuộc hợp của họ thì các bạn thấy được là từ bây giờ đến cuối năm sau đó Fed dự kiến sẽ có tổng cộng là 5 lần cắt giảm tương đương với 1.25% giảm so với kỳ vọng 6 lần cắt giảm được đề cập đến vào đầu năm nay các bạn trước đây các bạn đã nhớ là Fed nói là khả năng sẽ cắt giảm 3 lần năm nay rồi ba lần năm sau thì bây giờ đó chỉ còn có 5 lần mà thôi từ đây cho đến cuối năm sau nếu như vậy đó thì lãi suất của Fed sẽ ở mức là khoảng 4.1 vào cuối năm sau cao hơn 0.2 so với chuyển vọng vào tháng 3 thị trường nó thì vẫn hy vọng sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng mà Fed dường như đã làm tiêu tan hy vọng đó các bạn với kỳ vọng mới của Fed ngày hôm nay đó là chỉ có một lần cắt giảm mà thôi tuy nhiên họ tại tăng kỳ vọng cho năm sau lên 4 lần cắt giảm so với ba lần trước đó các bạn thấy được là trên căn bản đó Fed nói là không nên lo lắng quá nhiều về khi nào họ cắt giảm lãi suất chúng ta nên nhìn xa hơn giống như chúng ta nhìn thấy được là cái thông tin này đó chúng ta thấy là ok trước đây đó thì chúng ta kỳ vọng là tới cuối năm nay là suất của Fed là đâu đó xuống còn 4.6% từ 5.25 tới 5.5 hiện tại. Thì bây giờ đã thay vì xuống còn 4.6 thì họ xuống còn 5.1 mà thôi. Nhưng mà ngược lại đó năm 2025 họ sẽ bù thêm một đợt các giảm lãi suất nữa. Vậy là chúng ta đang chứng kiến Fed đó, muốn đẩy những đợt giảm lãi suất tới một chút nữa các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là tới cuối năm 2025 thì cái khoảng cách giữa ước tính hồi tháng 3 tới cái ước tính bây giờ đã không phải xa các bạn 4.1 so với 3.9 Và điều quan trọng hơn đó Fed nói chúng ta hãy nhìn xa hơn đi tới năm 2026 thì cho dù là họ trì hoãn các lãi suất cho năm nay có thể là chỉ một lần mà thôi thay vì hai lần hay là ba lần như họ đã ước tính trước đây nhưng mà tới cuối năm 2026 đó thì cho dù là như vậy cái ước tính hồi tháng 3 với bây giờ đã cũng đã bằng nhau tới cuối năm 2026 chúng ta sẽ có lãi suất là 3.1%. Cho nên chúng ta nhìn thấy được là tin tức này nó vừa tốt mà nó vừa xấu. Xấu đây đó là chúng ta thấy khả năng nó có thể chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất năm nay mà thôi. Nhưng mà tốt ở đây đó là họ sẽ bù thêm một đợt vào năm 2025 và tới năm 2026 đó thì mọi thứ nó nó sẽ tiến triển như là kỳ vọng tháng 3 chúng ta sẽ trở về cái mức lãi suất là 3.1%. Xu hướng vẫn là giảm lãi suất, chỉ là chúng ta phải chờ thêm thời gian mà thôi. Đó là những gì mà văn bản tóm tắt cuộc họp cho chúng ta thấy được. Như thường đã chia sẻ đó, tổng cộng trước khi mà có cuộc họp ngày hôm nay, với mình ngày hôm qua đi, thì thị trường kỳ vọng là sẽ có 6 lần cắt giảm từ năm 2024 tới năm 2025. Bây giờ thì chỉ còn có 5 lần mà thôi các bạn. Thì đã thấp hơn kỳ vọng của thị trường, nhưng mà cũng không phải tệ đâu các bạn. Như thường vừa chia sẻ tại sao rồi, tại vì về dài hạn nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Và chúng ta thấy được là cái văn bản họp của Fed cũng không có thay đổi quá nhiều. Họ thay đổi một số... Uh, từ giống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái từ màu đỏ này thì trước đây họ nói là đã có sự thiếu tiến triển bây giờ họ đổi thành đã có tiến triển khiêm tốn khi mà nói về tiến triển làm phát và thêm vào đó họ gạch bỏ một số những cái từ ngữ liên quan đến việc giảm tốc độ bán trái phiếu từ cuộc họp trước. Điều này có nghĩa là Fed sẽ tiếp tục bán trái phiếu với tốc độ hiện tại. Không có gì thay đổi hết các bạn. Thì tôi nói hồi nãy giờ đó, tóm tắt lại là các bạn cần phải biết những gì từ cuộc họp ngày hôm nay. Chúng ta vừa nói đến là tóm tắt văn bản, chúng ta bây giờ hãy nói tới tóm tắt cuộc họp đi. Và tôi nghĩ là hôm nay thường đã viết một cái bản tóm tắt nó cũng đã khá là chi tiết rồi. Cho nên chúng ta cũng không cần phải nói đến chi tiết của những cái câu hỏi đâu. Tại vì nó sẽ nằm ở trong cái bản tóm tắt này. Thì nếu như các các bạn không có theo dõi thông tin thì bây giờ tóm lại đây các bạn cần phải biết những gì thì trước hết đó, chúng ta hãy nói riêng về giọng điệu của phát đi đối với thuần đó là giọng điệu trung lập không bồ câu cũng không nhiều hâu tuy nhiên với chỉ số lạm phát CPI tốt như vậy đó thì có thể nhiều người kỳ vọng là giọng điệu sẽ bồ câu thả lỏng hơn nhưng mà trung lập đó vẫn rất tốt rồi các bạn Chủ tịch Fed nói là khả năng chỉ giảm lãi suất một lần năm nay nhưng mà bù lại sẽ giảm bốn lần năm sau thay vì ba lần như thường vừa chia sẻ chi tiết với các bạn. Thì đương nhiên cái này vẫn không phải là tin xấu dài hạn và lý do tại sao mà họ muốn chờ đợi và trì hoãn giảm lãi suất tại vì họ nói là lạm phát thực sự vẫn còn cao và Fed chưa sẵn sàng. Nhưng mà lại có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn dẫn đến các phóng viên đó, thì liên tục hỏi về một vấn đề. Vấn đề đó là gì các bạn? Đó là Fed nói nền kinh tế vẫn tốt tỷ lệ thất nghiệp vẫn tốt và ước tính tỷ lệ lạm phát từ đến cuối năm nó cũng không thay đổi nhiều. Như vậy đó thì tại sao lại nghĩ đến giảm lãi suất một lần? Một lần là khi nào? Một lần hay là hai lần thì có quan trọng không đối với nền kinh tế nói chung? Thì các bạn nhìn thấy được là trên căn bản đó, Chủ tịch Fed chỉ lặp đi lặp lại những gì mà ông đã nói cả chục lần trước đây rồi là chúng tôi chờ thêm dữ liệu, chúng tôi vẫn chưa tự tin để mà giảm lãi suất vân vân. Nhưng mà cũng không có trả lời câu hỏi các bạn và đây là một trong những cái vấn đề khiến cho nhiều phóng viên rất là khó hiểu tại vì chúng ta thấy là càng ngày đó chủ tịch chọn Powell càng nói chung chung hơn. Đáng lý đâu đó khi mà chúng ta bắt đầu thì những câu trả lời này sẽ chung chung tại vì trên căn bản ông cũng chưa có biết được là làm sao để đẩy lạm phát và cái gì cần phải làm và mặt hàng nào đó cần phải chú tâm thì chúng ta lúc đó kỳ vọng là càng ngày đã càng đến phút cuối như thế này rất rõ ràng là bây giờ đó chúng ta thấy chúng ta đã bước qua cái thời kỳ bắt đầu nghĩ đến thả lỏng rồi chứ đừng nói tới siết chặt nữa các bạn siết chặt coi như cũng đã chấm dứt rồi chúng ta đang nói tới là khi nào mới thả lỏng chúng ta đã bước qua một thời kỳ mới thì chúng ta trước đây đã kỳ vọng là tới thời điểm này thì Fed phải biết chắc chắn là cần làm gì và những mặt hàng nào vẫn còn ở mức giá cao và cần phải được đẩy lạm phát và sẽ có những chiến lược riêng cho những mặt hàng đó nhưng mà không các bạn càng ngày đó thì chỉ được John Powell càng chia sẻ chung chung cho bạn đã thấy được là nhiều lần trước Fed đề cập đến giảm lãi suất cho dù chỉ số lạm phát không tốt thì lần này lại ngược lại CPI tốt nhưng mà chủ tịch Fed lại không nói nhiều về giảm lãi suất thuận đến thì cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này đâu các bạn khả năng là chủ tịch Fed muốn thận trọng hơn mà thôi và chúng ta cũng thấy được là chủ tịch John Powell càng trả lời chung chung thì càng cho họ nhiều khả năng để mà thay đổi quan điểm và có thể hành động bất cứ lúc nào để Hương chia sẻ cho bạn hiểu rõ hơn tóm lại đó là Fed nói gì các bạn thứ nhất là ông nói là khả năng vẫn sẽ giảm lãi suất một lần năm nay và năm sau sẽ giảm lãi suất nhiều hơn là mong đợi cpi tốt đợt này nếu tiếp tục như vậy đó thì có thể sẽ giảm sớm hơn đây là điều mấu chốt rất quan trọng các bạn ông nói là có thể giảm sớm hơn và giảm nhiều hơn nếu như cpi tiếp tục tốt như ngày hôm nay sớm hơn là khi nào đó thì không ai biết các bạn và fed còn chờ thêm dữ liệu gì thì cũng không có rõ tại vì chúng ta thấy là ông càng ngày càng nói chung chung nhưng mà ông nói nhiều về dữ liệu tiền thuê nhà có thể đây là mấu chốt các bạn ông đang chờ chỉ số lạm phát tiền thuê nhà giảm xuống tại vì chủ uh, chưa John chọn luôn có quan điểm ở thùng cái đồng ý đó chính là khi chúng ta nói tới dữ liệu tiền mướn nhà bao nhiêu đó thì nó có cái độ trì hoãn rất là cao tại vì không giống như những mà hàng khác các bạn các bạn hôm nay đi mua giống như là năng lượng hay là thực phẩm thì tháng sau các bạn mua các bạn sẽ được cái sự thay đổi như thế nào nó sẽ được ghi vào sổ sách nhưng mà đối với lại tiền mướn nhà đó các bạn mỗi lần ký hợp đồng có thể là một năm hai năm thì các bạn thấy được là hợp đồng đó đã ký cái đây một hai năm rồi lúc đó nó thì tốc độ tăng trưởng tiền mướn nhà đang cao các bạn lúc đó là thời dịch bệnh thì bây giờ đó những cái nhà mà mướn bây giờ thì cùng những cái nhà đó cái tốc độ tăng trưởng tiền mướn nhà đã chậm hơn nhưng mà nó cũng cần thời gian để có thể là ảnh hưởng đến chỉ số làm phát CPI. Tại vì không phải ai đó cũng renew cũng có những hợp đồng mới bây giờ các bạn, nhiều người họ vẫn còn những hợp đồng cũ mà họ chưa có làm hợp đồng mới. Cho nên ông tin là một ngày nào đó không biết khi nào nhưng mà ông tin một ngày nào đó thì cái chỉ số này nó sẽ đột ngột giảm xuống các bạn và khi điều đó xảy ra nó sẽ khiến cho chỉ số CPI giảm rất là nhiều. Và cả chúng ta nói đến đó chính là cái màu đỏ trên màn hình các bạn nhìn thấy được là một ngày nào đó ông tin cái phần 5.4 này đã sẽ nhanh chóng giảm xuống khi chúng ta có những hợp đồng mới được ký và nó ở cái mức tăng trưởng thấp hơn so với những hợp đồng cũ vẫn là tăng giá nhà các bạn nhưng mà cái sự tăng trưởng sẽ giảm hơn và điều này sẽ khiến cho chỉ số này giảm xuống và chỉ số này là chỉ số mà nó chiếm cái trọng lượng cao ở trong chỉ số phần trăm lạm phát CPI cho nên nó sẽ dẫn đến CPI giảm nhanh. Thường nghĩ đó là cái mấu chốt các bạn, ông đang chờ điều đó xảy ra và thường cũng đang chờ điều đó xảy ra các bạn khi nào thì đương nhiên không ai biết được chúng ta cũng đã chờ điều đó xảy ra trong vòng hơn cả năm qua rồi nhưng mà vẫn chưa nhưng mà chưa John phào nghĩ là sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra mà thôi và khi mà chỉ số CPI tốt như thế này thì ông có thể giảm sớm hơn và có thể giảm nhiều hơn cái đó đó chúng ta thấy là chủ tịch Fed nhấn mạnh là không một ai trong Fed nghĩ đến tăng lãi suất. Điều này cực kỳ quan trọng các bạn, ông nhấn mạnh ít nhất là hai ba lần là không có một ai bây giờ ở trong những quan chức của Fed nghĩ là nên tăng lãi suất hết. Cái thời điểm tăng lãi suất đã qua rồi, đương nhiên ông không thể nào hứa 100% được nhưng mà ông có thể nói là bây giờ đã chẳng ai nghĩ đến tăng lãi suất hết. Mọi người chỉ nghĩ đến là khi nào mới giảm lãi suất mà thôi. Và Fed xác nhận là nếu như tình hình kinh tế trở nên tệ hơn nữa thì sẽ có thể giảm lãi suất sớm hơn và nói là Fed ấy, đợt này sẽ không để tình hình tệ rồi mới hành động mà lần này đã sẽ hành động khi mà bắt đầu có các dấu hiệu xấu. Thì các bạn đã thấy được là những gì mà ông trả lời đó chung chung khiến cho nhiều phóng viên cũng khó chịu các bạn tại vì hỏi tới hỏi lui ông cũng trả lời giống nhau mà thôi nhưng mà thuận lại nghĩ một cách khác giống như là này như thế này các bạn ông trả lời chung chung để cho Fed có thể là có sự lựa chọn và thay đổi vị thế bất cứ lúc nào các bạn có thể thấy được là ông đưa rất nhiều giải thuyết giống như là cpi tốt đó, thì có thể là giảm sớm hơn nhanh hơn nếu như mà tình hình kinh tế không tốt thì có thể giảm sớm hơn nhanh hơn nói chung đó là đường nào cũng có thể làm lý do để mà giảm lãi suất các bạn nếu như bạn muốn giống như chúng ta cứ nghĩ tới là phần trăm lạm phát giảm thì đương nhiên đó là lý do để mà giảm nhưng mà cũng là lý do nếu như mà ông tiếp tục không muốn giảm ông không nói là ok phần trăm lạm phát giảm nhưng mà chưa có nhanh như là tôi mong muốn thì nhanh là bao nhiêu các bạn và cái phần trăm lạm phát là bao nhiêu trước khi mà phép cảm thấy tự tin thì ông không có nói ông có nói chung chung vậy mà thôi cho nên các bạn thấy được là cpi giảm thì ông cũng có lựa chọn là ông sẽ nói là ông cảm thấy là cpi gì là tốt rồi có thể giảm lãi suất hay là ông có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất nó là điều là cái cớ hết các bạn thứ nhì nữa đó các bạn nhìn thấy được là nếu như mà nền kinh tế chở xấu nền thì sao các bạn thì ông có thể giảm lãi suất và cái đợt này đó ông lại nhấn mạnh là fed sẽ không để tình hình tệ rồi mới hành động có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là bất cứ lúc nào đó fed cũng có thể hành động hết cho dù là nền kinh tế vẫn còn tốt nhưng mà ông vẫn có thể nói là nền kinh tế đó thực sự đang chậm lại cho dù là vẫn tốt bây giờ nhưng mà ông thấy là đang trên đường chậm lại cho nên cần phải giảm nó sức bây giờ trước khi mà quá trễ ông cũng có thể làm được điều đó hay là ông có thể lấy bất cứ một dữ liệu nào nói ok tình hình thất nghiệp đang tăng và chúng ta nên có hành động bây giờ hoặc là ông có thể để yên ở đó mà không làm gì hết tại vì ông có thể nói là kinh tế vẫn tốt cho đến khi nào mà ông cảm thấy hợp lý thì mới giảm lãi suất. Các bạn nhìn thấy, nhìn chung đó thì John Powell hôm nay không muốn nói gì hết nhưng mà ở bên dưới đó tôi nghĩ là ông và những quan chức của Fed đó, đã từ từ di chuyển vị thế của mình và họ đang muốn tiến tới một vị thế là muốn làm gì cũng được, muốn giảm lãi suất cũng có lý do mà muốn giữ nguyên lãi suất cũng có lý do. Tại vì rất rõ ràng là họ không muốn nói tới tăng lãi suất nữa, làm như vậy sẽ khiến cho người dân rất là hoang mang các bạn. Nhưng mà về giảm lãi suất đó thì các bạn thấy là bây giờ đang nằm trong tay của Fed và bất cứ một lý do nào cũng có thể là lý do để ông giảm lãi suất. Các bạn có thể thấy được là John Trump đang từ từ chuyển mình một vị thế mà nó có sức mạnh hơn rất là nhiều, nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta thấy sắp sửa có bầu cử tổng thống như thế này. Và đương nhiên đây là một con cờ trong tay của ông các bạn. Nếu như mà tổng thống Biden muốn ông giảm lãi suất thì sẽ có cái giá của nó. Và nếu như cựu tổng thống Donald Trump không muốn ông giảm lãi suất và nếu như mà Trump thành công tái đắc cử thì lúc đó mới giảm lãi suất cho nên cũng sẽ có cái giá của nó các bạn và nhìn chung thuận thấy cuộc họp này thì cũng trung lập không xấu cũng không tốt các bạn ít nhất thì fed cũng đã mở sẵn đường để mà giảm lãi suất bằng cách nói chung chung như thường chịu chia sẻ với các bạn và chứng khoán hoa kỳ đó thì đương nhiên không nghĩ đây là cái thông tin xấu rồi chỉ số S&P 500 để đạt đỉnh mới ngày hôm nay sau khi có cái thông tin này các bạn và Bitcoin đó thì chúng ta vừa nói đến là rất rõ ràng có một cái lực bán nào đó tại vì nó không phải là liên quan trực tiếp đến những gì mà Fed chia sẻ đâu các bạn có thể nhìn thấy được là sau khi mà có chỉ số CPI đó thì trường phần rất là tốt rồi nhưng mà ngay sau đó đã có một lực bán và các bạn thấy được là nó tiếp tục đi giá Bitcoin xuống cái mức là 67 68 ngàn đô hiện tại đó là những gì mà liên quan đến Fed ngày hôm nay các bạn mà đương nhiên sau cuộc họp này đó thì uh, thị trường CMB cũng đã có nhiều thay đổi thì thay đổi như thế nào các bạn thì cái cuộc họp kế tiếp của Fed đó là sẽ xảy ra trong vòng 48 ngày nữa các bạn vào cuối tháng 7 đối với tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay thì thị trường CMB đang nhiên về là 91.7% là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn chỉ có 8.3% nghĩ là chúng ta sẽ có được giảm đầu tiên vào tháng 7 mà thôi từ tháng 9 thì sao các bạn? Từ tháng 9 thì bây giờ vẫn là cái phần trăm cao nhất 56.7% nghĩ là Fed sẽ giảm lại suất lần đầu tiên vào tháng 9 không có gì thay đổi so với ngày hôm qua các bạn cái phần trăm này thậm chí còn tăng cao hơn nữa và chúng ta nhìn thấy được là cho đến tháng 11 đó thì cũng không thay đổi phần lớn nghĩa là Fed sẽ giữ lãi suất sau khi mà giảm một lần nhưng mà tới tháng 12 đó thì chúng ta đã thấy được là có cái phần trăm rất là cao 42.3% nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất lần thứ hai các bạn có nghĩa là cho dù Fed nói gì đi nữa thì hiện bây giờ đó thị trường CME vẫn đang nghĩ là sẽ có hai đợt giảm lãi suất cho dù là cái thông tin Fed nghĩ là sẽ có một đợt giảm mà thôi thị trường vẫn nghĩ là sẽ có hai đợt vào tháng 9 và tháng 12 ai đúng ai sai các bạn tới đó mới biết được nhưng mà trong cuộc họp tháng 7 này ra thì khả năng cao sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất nhưng mà sau tháng 7 đó là cuộc họp tháng 9 các bạn cho nên cuộc họp tháng 7 này rất là quan trọng tại vì cuộc họp tháng 7 này cuộc họp cuối cùng trước khi mà chúng ta có cái kỳ vọng giảm lãi suất lần đầu tiên trong cuộc họp kế tiếp là vào tháng 9 và đây là những cái thông tin liên quan tới Fed ngày hôm nay các bạn. Hy vọng là các bạn có thêm một góc nhìn khi mà thường chia sẻ chi tiết hơn là những cái thông tin thường chia sẻ trên mạng xã hội. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin nổi bật khác đi. Hôm nay đây chúng ta cũng có thông tin liên quan tới dòng tiền Bitcoin Spot ETF các bạn. Và ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy được là ước tính sơ bộ chúng ta đang có cái dòng tiền dương là 85.2%. Chúng ta đã có hầu hết tất cả các quỹ rồi các bạn ngoại trừ là quỹ BlackRock và dựa theo Hoarder 15 Capital đó chúng ta có cái nguồn vào từ BlackRock là đâu đó khoảng chừng 15 triệu các bạn 15 16 triệu gì đó. Chúng ta phải chờ sự xác nhận đến từ Farsight nhưng mà các bạn nhìn thấy là nếu như mà cộng BlackRock 15 triệu ngày hôm nay đó thì chúng ta đã có dòng tiền dương trở lại là khoảng 100 triệu. Chúng ta thấy được là ngày hôm qua đó có dòng tiền rời khỏi là 200 triệu, trước đó là 65 triệu nhưng mà cách đó khoảng chừng là cả một tháng đó thì toàn dòng tiền dương mà thôi các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta thấy là ít nhất ngày hôm nay đã có dòng tiền dương trở lại thị trường này rồi phần lớn đó là dòng tiền dương các bạn những dòng tiền âm là những cái ngàn ngoại lệ mà thôi cái sự ảnh hưởng từ bitcoin spot etf đó không hề nhỏ đối với giá cả của bitcoin đâu và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đối với mức giá hiện bây giờ thì phần trăm có lời là bao nhiêu các bạn dựa theo Classno thì phần trăm có lời bây giờ đó là mức 90.4% vẫn còn cao các bạn tại vì trên căn bản một bịch khôi bây giờ là 67 68 000 đô. Chúng ta đương nhiên cảm thấy là giá bây giờ thấp hơn so với lại cách đây vài ngày đã tới 70 000 đô. Nhưng mà sự thật đó mức giá 67 000 đô, 68 000 đô cho một bịch khôi là cái mức giá rất là cao các bạn trong lịch sử. Chúng ta vẫn đang trong cái phần giá cao của lịch sử Bitcoin trong vòng 15 năm qua. Và chúng ta cũng có nhiều cái thông tin lớn ngày hôm nay và nó cũng rất là lạc quan các bạn. Hôm qua đây chúng ta cũng đã nói tới là có một cái cuộc họp riêng giữa cựu tổng thống Donald Trump và những cái công ty đào khôi và họ sẽ tư vấn cho cái ban chiến lược tái bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump. Về việc làm sao để có những cái chiến lược tốt cho thị trường crypto để được sự ủng hộ Thì hôm qua các bạn nhìn thấy được là đã có nhiều hình ảnh được chia sẻ Và chúng ta thấy được trên màn hình chúng ta có những cái CEO của những công ty đào lớn Như là Meton, Riot Clean Spark và các bạn nhìn thấy được là có một người mà Thuận cũng mới biết đó chính là CEO của Bitcoin Magazine các bạn cũng đã chụp hình chung với là cựu thông thống Donald Trump và kết quả cũng rất là lạc quan các bạn nhìn thấy được là kết quả đó thì Trump nói là ông muốn thấy Hoa Kỳ dẫn đầu trong ngành công nghiệp đào Bitcoin các bạn và Trump cũng đã chia sẻ ở trên True Social tại vì ông đã không còn sử dụng Twitter cũng nhiều năm rồi các bạn và ông chia sẻ ở trên True Social đó là hãy bỏ phiếu cho Trump tại vì đào Bitcoin đó là cái đường bảo vệ cuối cùng để mà chống lại tiền kỹ thuật số gia CBDC và ông nói là nếu như bỏ phiếu cho ông đó, thì ông sẽ đảm bảo là những Bitcoin cuối cùng sẽ được đào tại Hoa Kỳ các bạn và sẽ khiến cho Hoa Kỳ trở thành một nơi dẫn đầu trong ngành năng lượng đó là sự chia sẻ đến từ Trump ngày hôm qua và chúng ta cũng thấy là tiếp tục có những cái sức ép đến từ những cái thượng nghị sĩ các bạn ủng hộ crypto chúng ta thấy được là thượng nghị sĩ Cynthia Lumas ngày hôm nay đây thì cũng đã chia sẻ là chính quyền Biden cùng với lại gay cancer của SEC đó đã liên tục tấn công thị trường này dẫn đến Hoa Kỳ ngày càng tụt hậu so với lại những quốc gia khác khi mà nói tới sự phát triển về công nghệ blockchain và crypto các bạn và chi tiết hơn đó là các bạn thấy là thượng nghị sĩ Lumus cũng đã chia sẻ một cái bài nghiên cứu đến từ Coinbase các bạn và đây là một cuộc khảo sát các CEO của những công ty Fortune 500, những công ty mà lớn nhất trên thế giới đó các bạn thì cho thấy gì? Cho thấy là 56% của những CEO của những công ty này đã nói là công ty của họ đang phát triển dự án on-chain bao gồm những sáng kiến nội bộ của công ty có nghĩa là gì? Các bạn có nghĩa là có thể là không phải là một cái dự án nào lớn lao mà các bạn biết đến nhưng mà là một cái dự án nội bộ. Chính là công ty của họ đó muốn token hóa một gì đó hay là họ muốn sử dụng blockchain để mà làm một cái gì đó trong công ty mà thôi. Thì các bạn thấy được là có rất nhiều công ty họ nói là họ đang phát triển những dự án như vậy à, và các bạn thấy được là bao gồm những dự án NFT các bạn có thể nghĩ là ngay cả Starbucks cũng có NFT. Chúng ta nghĩ đến là những cái công ty như là phát hành giày như là Nike cũng có NFT. Cho nên hầu hết những công ty lớn đó họ đều ít nhiều gì đụng đến crypto rồi và nhiều hơn là mã hóa tài sản như là công trái phiếu từ những cái ngân hàng lớn, dự án stablecoin các bạn chấp nhận thanh toán bằng crypto hoặc là hỗ trợ chuyển giao giao dịch và lưu ký crypto như là lưu trữ crypto. Các bạn có thể nghĩ tới những công ty như là PayPal các bạn, những công ty truyền thống họ cũng đã có thể chấp nhận crypto được. Những cái sàn giao dịch chứng khoán như Robinhood cũng có crypto. Khi mà các bạn nghĩ kỹ hơn á thì thực ra có rất nhiều công ty lớn họ đều có liên quan đến crypto ngay cả các bạn nhìn thấy là tesla cũng có lưu trữ bitcoin và đương nhiên có rất nhiều cái công ty đầu tư vào bitcoin smart etf hiện bây giờ các bạn cho dù là như vậy cho dù có rất nhiều những công ty lớn ở Hoa Kỳ đã ít nhiều gì đụng đến crypto nhưng mà Hoa Kỳ thì các bạn nhìn thấy là cần có thêm nhiều chính sách để mà thu hút nhân tài crypto vì hiện bây giờ đã chỉ có 26% các nhà phát triển crypto là ở Hoa Kỳ hiện tại mà thôi tại vì sao các bạn tại vì họ lo lắng về pháp lý họ lo lắng bị kiện về SEC cho nên họ đã không còn ở Hoa Kỳ nữa và đây là một trong những cái mức mát đối với lại Trump đối với lại thượng nghị sĩ Loomis đây là câu chuyện mà họ đang nói tới hiện tại các bạn hoa kỳ cần phải ủng hộ thị trường crypto này tại vì càng ngày đó thì chúng ta càng mất đi nhiều nhân tài nếu như mà không cẩn thận nhất là đối với cái sự đàn áp đến từ chính quyền của tổng thống Joe Biden và chủ tịch SEC Gary Gensler nhưng mà những cái đó có thể thay đổi rất nhanh các bạn để còn chia sẻ thêm thì các bạn nhìn thấy được là CEO của Coinbase của Brian Armstrong thì các bạn thấy được cũng đã đến Washington DC và có thể nói là trong vòng 2 ngày qua đã liên tục gặp gỡ rất là nhiều những cái nghị sĩ các bạn à, và Brian Armstrong nó đã nói là gặp gỡ hơn 10 hai thượng nghị sĩ từ cả hai đảng tại Washington DC và các bạn biết đây chắc chắn là Brian Armstrong mà không phải là AI, tại vì các bạn thấy được là Brian Armstrong chỉ có một cái tướng đứng mà thôi các bạn, <laughs> lúc nào cũng đứng thẳng lên như vậy. Thì gặp gỡ nhiều thượng nghị sĩ đã làm gì để thảo luận về việc tạo ra những quy định rõ ràng cho ngành crypto và bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng mà chi tiết hơn là gì các bạn? Chi tiết hơn đó chính là cây dự luật nền tảng crypto Fit 21. Dự luật này đã được thông qua Hạ viện rồi nhưng mà chưa được bỏ phiếu ở Thượng viện. Thường nghĩ là chuyến đi này của Brian Son là chủ yếu để có thể lôi kéo nhiều thượng nghị sĩ bỏ phiếu để thông qua dự luật FIT21. Đây là một cái dự luật nền tảng crypto có thể nói là rất là lớn các bạn và được sự ủng hộ đến từ những người mà có thể nói là không ngờ đến như là chúng ta thấy là cựu chủ tịch Thượng viện Nancy Pelosi cũng ủng hộ các bạn. Và chúng ta nhìn thấy là đối với lại SAP 121 ra thì chính quyền của Biden nói là sẽ phủ quyết và cuối cùng ông đã phủ quyết dự luật đó nhưng mà về fit 21 đó thì ông chỉ nói là ông không có à, đồng ý nhưng mà ông không nói về phủ quyết các bạn cho nên cơ hội vẫn có nếu như mà được thông qua ở thượng viện thì sẽ được ký bởi tổng thống các bạn cơ hội đó là hoàn toàn có thể và các bạn có thể nhìn thấy được là về sáp 121 đó thì nhiều bạn hỏi là có bỏ phiếu lại hay là không để có thể vượt qua phủ quyết tại vì các bạn thấy là đã bị phủ quyết bởi tổng thống Joe Biden nhưng mà cái việc này nó có thể rất là khó khăn các bạn Tại vì nếu như mà muốn vượt qua phủ quyết đó, thì phải có 2 phần 3 số phiếu ủng hộ từ quốc hội. Nhưng mà cái đợt đầu tiên đó đã vượt qua mà chúng ta chỉ có con số là hơn 50% mà thôi. Thì lúc đó đã đủ các bạn. Nhưng mà nếu như muốn có 2 phần 3 số phiếu đó thì khá là khó khăn. Và các bạn hãy nhớ là Sáp 121 là một cái quy định của SEC. Và hiện bây giờ nó đang ngăn chặn nhiều ngân hàng. Tại vì cái cách mà họ tính những cái crypto là một cái rủi ro cho những cái ngân hàng vì lý do đó họ cần phải có cái tiền mặt đảm bảo vân vân chúng ta cũng đã nói khá nhiều về sáp một hai rồi và cái dự luật mà được nêu ra trước đây để bãi bỏ cái quy định đó tuy nhiên còn một con đường khác các bạn có thể là vượt qua phủ quyết đó thì không khả khi hiện bây giờ nhưng mà còn một con đường khác đó chính là nếu như mà dự luật stable coin là cái dự luật đã được công bố vào đầu năm nay các bạn và đương nhiên được dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Lumus và thượng nghị sĩ Gildebrand các bạn cả hai thượng nghị sĩ này đã đến từ hai đảng khác nhau và nếu như mà dự luật stablecoin được thông qua và trở thành luật thì luật này đã quy định là những tài sản crypto được giữ bởi các tổ chức tài chính không được coi là tài sản hay là nợ trên bản cân đối kế toán của họ. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với SAP 121 và khả năng có thể khiến cho SAP 121 không còn hiệu lực. Thì đây là một cách khác, nó sẽ đơn giản hơn và nó cần ít phiếu bầu hơn đây cũng là một con đường các bạn chứ còn về chiến lược như thế nào thì chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại nhưng mà các bạn thấy được là cái lực ép đến từ những nghị sĩ nhân nhân biểu ủng hộ crypto thì vẫn đang có hiện tại và chúng ta cũng thấy là có một sự thay đổi rất là lớn đội tái tranh cử của tổng thống biden thì dựa theo độc lót nói là đang thảo luận về việc chấp nhận quyên góp bằng crypto. Các bạn thấy được là hai tuần trước Trump chấp nhận quyên góp bằng crypto thì đã quyên góp được rất nhiều tiền các bạn. Thì tôi nghĩ là đội tái tranh cử của Biden cũng đang muốn cái số tiền đó. Và tôi nghĩ là đã có nhiều người dựa theo đọc blog đó thì đã có một số người giải thích với lại tổng thống Biden là không nên chống đối crypto hiện bây giờ. Nó không mang đến nhiều lợi ích đâu mà còn mang đến nhiều rắc rối nữa. Thì không biết là chính quyền Biden có thật sự là quay đầu lần này hay là không các bạn tại vì lần trước đó thì bắt đầu có những dấu hiệu tốt giống như chúng ta thấy là đột ngột đó thì SEC cho thông qua Ether Smart ETF vẫn chưa giao dịch nhưng mà sẽ sớm đi dịch mà thôi các bạn nhưng mà Ngược lại thì uh, Biden lại phu quyết đề xuất hủy bỏ sát 121 cho nên khiến cho nhiều khó hiểu các bạn có thể là uh, chỉ có một phần nhỏ là tốt mà thôi chứ còn phần lớn thì vẫn chống đối crypto nhưng mà đợt này đó, thì nếu như đây là sự thật thì không thể nào mà ông chấp nhận quyên góp bằng crypto mà lại tích cực chống đối thị trường này các bạn điều đó cũng không hợp lý đâu và ngày mai đó chúng ta sẽ thấy được là ở Thượng viện sẽ có một cái uh, cuộc điều trần của điều trần này đó sẽ có hai người đó các bạn thứ nhất là chủ tịch sec gary Gensler và thứ nhì đó chính là chủ tịch cftc rossin benham các bạn thì hai người này sẽ đến quốc hội tại vì họ sẽ phải trả lời một số câu hỏi trước khi mà họ được cấp cái ngân sách cho năm 2025 và các bạn thấy được là SEC là một cái đơn vị mà sử dụng rất nhiều tiền các bạn thấy là họ đòi tới à, 2.59 tỷ trong khi mà CFTC ban quản lý hàng hóa và học quản đồng tương lai đó chỉ đề nghị có 399 triệu mà thôi và đương nhiên chúng ta thấy được là nhiều người ủng hộ crypto ở quốc hội đó thì à, đang muốn thúc đẩy crypto được quản lý bởi CFTC hơn là SEC và ngày mai Chúng ta mới biết là trong cái à, cuộc điều trần này họ có nói gì về crypto hay là không. Tại vì rất đơn giản các bạn, SEC đã tốn rất nhiều công sức tiền của vào trong thị trường crypto trong khi mà về mặt vốn hóa đó thì SEC nên quan tâm nhiều về thị trường trái phiếu và chứng khoán hơn nhưng mà các bạn thấy là không biết lý do gì mà SEC là cực kỳ quan tâm nhiều đến crypto và kiện tụng khắp nơi và kiện tụng nó cũng không có nhiều kết quả các bạn đương nhiên là có những cái thắng và cũng có nhiều cái thua các bạn nhưng mà những cái mà thua tò là những cái toàn là lớn không các bạn như là chúng ta thấy là cuối cùng là XRP không phải là chứng khoán SEC đó bị kiện bởi Rayscale rồi thua cuối cùng chúng ta có bị Spot ETF nói chung là những cái thắng thì không bao nhiều các bạn nhưng mà thua rất là rất là nhiều và gần đây SEC đó đã bị khiển trách bởi tòa án và phải trả thân nhớ là một hai triệu gì đó cho công ty Deadbox tại vì đã cáo buộc sai sự thật các bạn thấy được là SEC đã, đã dùng tiền của người dân tiền thuế nhưng mà đã sử dụng không có hợp lý thì có thể là sẽ có nhiều sự chỉ trích đến từ quốc hội ngày mai ngày mai chúng ta mới biết được và chúng ta cũng tiếp tục thấy có nhiều những người nổi tiếng các bạn tiếp tục nói tốt về thị trường này một cách rất là hùng hậu luôn chúng ta có Robert Kiyosaki đây là tác giả của quyển cha giàu cha nghèo các bạn tiếp tục nói là Bitcoin là cây được con đường đơn giản nhất để trở thành một triệu phú chúng ta thấy được là ngay cả Andrew Tay cũng liên tục nói về crypto gần đây và các bạn thấy được là cũng đã chụp một cái tấm hình của cái màn hình điện thoại và trên màn hình điện thoại các bạn có thể nhìn thấy được là có ba đồng thứ nhất là Bitcoin thứ nhì là Ethereum và thứ ba chính là Link các bạn thì đương nhiên cộng đồng có rất là xôn xao về những cái thông tin này nhưng mà các bạn thấy là những cái thông tin này đã cũng rất là bình thường mà thôi trong lúc mà thị trường đang từ từ tốt lên thì sẽ có nhiều người nhảy vào thị trường này các bạn và họ sẽ nói rất là tốt về thị trường này nhất là những người nổi tiếng các bạn nhưng mà cho tới bây giờ đó thì thị trường nó vẫn chưa chưa có thực sự là nóng lại đâu Nó cũng từ từ ấm lại mà thôi đối với Thuận Có thể nói là sau khi Bitcoin phá đỉnh cũ đó thì cũng chưa có phải gọi là xôn xao nhiều đâu tôi có thể nhìn thấy là cái số lượng view của Thuận Tuy đã tăng các bạn Bây giờ thì trung bình mỗi video là hơn 20.000 view Thì đối với một cái kênh về crypto đó Thay Thuận nghĩ là cũng ổn rồi các bạn Coi như là cũng rất là tốt được nhiều bạn ủng hộ Cho nên Thuận rất là cảm ơn các bạn Nhất là chúng ta tiến tới tháng 7 này Là cái tháng mà Thuận đã mở kênh cách đây 7 năm các bạn Sẽ là kỷ niệm 7 năm của kênh Thì Thuận cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh từ bao nhiêu năm qua Và cũng cảm ơn khoảng chừng là 12 bạn đó Thì liên tục bấm dislike của mỗi video các bạn Có thể nói là nếu như mà không ai xem kênh của thuận nên thì ít nhất thuận biết là sẽ có 12 bạn sẽ bấm vào để mà xem và sẽ bấm cái nút dislike các bạn thì cũng cảm ơn các bạn đã miệt mài theo dõi kênh và bấm vào video chỉ để đón dislike thì cũng được các bạn cũng là một cái view cho thuận cho nên thuận cũng cảm ơn nhưng bạn nào ủng hộ hoặc là không ủng hộ các bạn nhưng mà về à, lịch sử view đó thì à, thường cảm thấy là cái mức độ bây giờ đó thì chưa có bằng năm 2020-21 đâu lúc đó nó sôi so động hơn rất nhiều các bạn thường cảm thấy là cái số lượng view lúc đó đó là nó cao hơn bây giờ là khoảng chừng gấp đôi đó chứ còn à, bây giờ số lượng view tương đối là cao hơn cái t một năm nhưng mà vẫn không phải là cao lắm đâu các bạn thị trường như thường nói là ấm lại nhưng mà nó chưa thật sự là nóng đâu. chúng ta vẫn chưa thật sự thấy cái sự xôn xao có thể là phải chờ Bitcoin lên 100 000 đô. Chúng ta mới thấy sự xôn xao đó đến từ khắp mọi nơi. Và lúc đó chúng ta mới có khả năng thấy all coin season các bạn. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy Bitcoin tăng tới một mức nào đó mà người ta nghĩ là khả năng tăng không còn bao nhiêu nữa thì lúc đó chúng ta mới thấy tiền đẩy từ Bitcoin sang all coin. Bây giờ vẫn chưa có xảy ra điều đó. Tại vì á, bao nhiêu người bây giờ chờ đợi Bitcoin lên tới 100 ngàn, 120 ngàn Thì Bitcoin bây giờ 67 ngàn đô các bạn lên 100 ngàn, 120 ngàn Vẫn là một cái phần trăm tăng trưởng rất đáng kể Và rất nhiều người tin tưởng là sẽ xảy ra trong năm nay cho nên có thể vì lý do đó chúng ta chưa có thể dùng tiền chuyển qua altcoin chỉ khi nào mà đến một mức nào đó mà nhiều người cho là bitcoin không còn có thể tăng bao nhiêu nữa à, so với là altcoin đó thì họ chuyển cái lợi nhuận từ bitcoin sang altcoin nó sẽ tốt hơn thì lúc đó chúng ta mới thực sự có altcoin season Chúng ta còn những thông tin khác nữa cũng khá là thú vị các bạn. Chúng ta có cái quỹ đầu tư về hưu cho Taunton Firefighters Fighter các bạn. Theo biết Đây là một cái đòi cứu hỏa khoảng chừng là 168 người ở Massachusetts. Thì các bạn thấy được là họ đã trở thành cái quỹ về hưu thứ tư ở Hoa Kỳ đầu tư về Bitcoin. Và chúng ta cũng có thông tin đến từ Ripple Labs các bạn Thì gần đây các bạn thấy là Ripple đã cũng thu mua nhiều công ty Như là các bạn thấy được là năm ngoái đó họ đã thu mua công ty Metaco Với cái mức là 250 triệu đô la Đây là một cái công ty về lưu trữ crypto Cho những công ty khác thì bây giờ đó chúng ta lại có thông tin Là họ đã hoàn tất việc mua lại một công ty khác cũng tương tự các bạn là Standard Custody À, cũng tương tự là một công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số và thương vụ này đã nhằm hỗ trợ kế hoạch phát hành stablecoin của Ripple và thúc đẩy việc mã hóa tài sản thật và các bạn nhìn thấy được là cái CEO của cái công ty mà họ thu mua đó chính là Standard Custody thì đã chia sẻ ở trên X là sẽ trở thành giám đốc cấp cao của bộ phận stablecoin của Ripple sau khi mà được thu mua đó chính là Jack McDonald các bạn đó chính là CEO của công ty Standard Custody Bây giờ sẽ làm việc cho Ripple với tư cách là giám đốc cấp cao về stablecoin. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Terraform Labs các bạn và con Thì các bạn thấy được đã có một cái vụ kiện đến từ SEC. Và cuối cùng đó, thì Terraform Labs và con đã đồng ý trả SEC tổng cộng là 4 tỷ rưỡi đô la trong dự án dân sự về lừa đảo các bạn. 4 tỷ rưỡi là con số rất là lớn. À, thì không biết họ lấy tiền ở đâu ra các bạn. À, và chúng ta thấy là nếu như thẩm phán chấp nhận thỏa thuận thì thỏa thuận này sẽ cũng cấm. Dogecoin và Terraform Labs mua hoặc bán tất cả những chứng khoán tài sản crypto và đây là một dự án dân sự các bạn. Không rõ là bộ tư pháp của Hoa Kỳ có đưa ra dự án hình sự để chống lại Dogecoin hay là không. Điều này nó cũng khó các bạn, tại vì các bạn thấy là hai năm qua thì Dogecoin vẫn trốn ở Montenegro và kháng cự cái lệnh cấm dẫn độ và dùng những cách như là nói là lệnh cấm này đã không theo quy định, cho nên lại phải nộp đơn dẫn độ lần nữa các bạn, thì khiến cho hai năm qua đến bây giờ thì Dogecoin vẫn ở đó và chưa có bị dẫn độ về Hàn Quốc hay là Hoa Kỳ. Và cái thông tin cuối cùng đó là dành cho những người nào mà là fan của Tesla các bạn. Và nếu các bạn muốn Hopium đó, thì các bạn thấy là Cathy Wood lúc nào cũng có sẵn sàng rất nhiều Hopium cho các bạn. Về cổ phiếu Tesla đó, thì ngay bây giờ ở mức là 177 đô ngày hôm nay các bạn. Nhưng mà Cathy Wood nói là tới năm 2029. Năm 2029 thì khả năng cổ phiếu Tesla đã đạt được là 2.600 đô cho một cổ phần các bạn nghĩa là hơn gấp 10 lần hiện bây giờ đó là khả năng cao nhất mà Cathy Wood nghĩ kế đó nếu như mà không như mong muốn đó, thì cái bear case nghĩa là cái khả năng xấu hơn là 2.000 đô và cái bull case nghĩa là tốt hơn mong đợi đó là 3.100 đô Cathy Wood lúc nào cũng thích đưa ra những cái ước tính rất là xa các bạn và cái ước tính đó, nhiều người nói nó cũng khá là lạc quan và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, alix và một số những dịch vụ khác như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn